Ngân An mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục chia sẻ cả nhà chiếc Kubota L3202 đó, cho em này một đầu cả nhà, 02 cả nhà, em đèn đẹp lắm nha đó, em này được đi cái lớp sau rồi, cái lớp zin thô xe nó luôn á, 12.4 trừ 28 luôn. Trước em nói thì cái vỏ em nó còn đẹp lắm cả nhà. Đi qua bên đây mình coi cả nhà cái lớp em đi nữa, lớp mấy nha. M5.50-16. Sạch sẽ cả nhà. Nó hơi tối chút xíu rồi cả nhà, cái cửa bên cái phần nhà bô em nói ốc ít nữa còn rất đẹp nè đó, nó hơi tối chút xíu ha. Em này thì nó zin đẹp lắm, bên đây thì cũng tiễn chọn xe cả nhà đó, xe em tiễn chọn xe nha. Nói yên zin luôn, số cơ bên cơ được kiểm tra, đánh sơn thì đánh bát này kia rồi lại làm lại đồ kỹ hết rồi, chỉ về mình mua về sử dụng thôi. Bên đây thì chọn xe ít giờ lắm cả nhà, em này là 780 giờ nha, đẹp cực kỳ luôn. Rồi em này phải nói là đẹp lắm anh cả nhà. À, em một cầu. Rồi số điện thoại nằm phần mô tả chi tiết cả nhà cứ gọi bên kho bãi giúp mình nha.